Ok, hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của Trường Châu Phi. Bây giờ hôm nay là mình đến thăm mấy con nha các bạn. Đấy, lâu lắm rồi mới quay lại thăm mấy em nhà tình thương. Thì mua ít đồ lên cho mấy em luôn. Cái này là gạo với là bulat là bánh. Đấy, bánh kẹo cho các em. Thì đợi tí là cho mấy em đi ra lấy nha. Lâu lắm rồi. Tại vì mình cũng bận việc ấy các bạn. Đấy, như các bạn biết thì mình đang làm trang trải với gì. Nói chung là nhiều việc lắm. Chạy đi chạy lại suốt à. Mà nhà tình thương là mấy em là đều mình đều cho mấy em là từ nói chung là từ túc cả. Không phải là đây, đang nấu ăn đây này. Nay là bếp ga hỏng rồi mà các bạn ạ. Ta có gì nhỉ? Đây là nay là vợ Matiloi nấu ăn nha các bạn. Gai Fugao Takadaka. Hỏng cái bếp ga rồi. Tí nữa phải đưa về để mua cái mới. Ê, come on. Đấy, đứng hàng thấy bay đến cái là đứng thẳng hàng luôn nhá. Tudo bem, né? Đấy. Trời, mình lại ôm đấy, lại ôm đấy. Ôm. Đấy, ôm đi thoải mái đi, ngại cái gì? Mấy ông là cứ ngại với camera. Tudo bem, já? Sim. Já, muito tempo. Pai está ocupado, trabalho bué, já? Sim. Desculpa, já? Sim. Não vai visitar todo dia? Sim. 2, 4, 6, 8, 9. 9 em. Một em nữa là đang về ở thăm bà. Đấy, thăm bà. Đây, phòng mấy em đây. Trời. Cũng, nói chung là cũng được. Đấy, ở một thời gian là nó sẽ kiểu hơi cú một tí ấy, nên nó bẩn, nhưng mà để mà nói mấy em ở như này là quá quá sạch rồi. Đấy, đối với mình là quá sạch rồi nha các bạn. Rồi, đây là phòng nam nhỉ? Phòng nam hay phòng nữ nhỉ? Phòng nữ, lâu không lên là không nhớ các bạn. Đây, bàn ăn với gì này. Nói chung là cũng sạch sẽ. Được. Đây là phòng nam, bên kia là nữ. Đấy. Mình cho mấy em là đều tự lập hết. Có những cái gì mà khó quá thì lúc ấy là mình mới ra tay thôi. Đấy, còn lại nữa là đều để mấy em sống tự lập. Đấy. Tại vì mấy em cũng to rồi mà, 10 đến 12 13 tuổi rồi. Bên này 10 tuổi 12 tuổi là người ta đi cuốc đất hết rồi. Không phải là con nít nữa đâu nha các bạn. Đây, để đưa mấy em lấy bánh với là gạo với gì ra. Đây, bulat rồi này. Đây. Rồi, để đây. Bưng được không? Có nặng không? Tiếc rồi chứ. So, để xa xa à. Đấy, để cho mấy em lấy bánh với gì ra hết nha. Với gạo. Thế là tu đủ chưa? Đấy, bánh nhé. Esse bolacha, rồi chưa? Hoan đã đem đủ chưa? Để mấy em đưa vào hết ạ. Rồi tí cho mấy em. Chắc là tí nữa là mình đưa mấy em đi ra ngoài chờ mua sắm nha các bạn. Đấy, lâu lâu đưa mấy em ra ngoài chợ. Mấy em thích mua quần áo hay là giày dép gì là tùy mấy em. Thường thường là chỉ nấu ăn cho mấy em ăn uống thôi. Và cũng như là mua sách vở rồi là bút các kiểu đấy để đi học. Để mà nói là nuôi mấy em ở đây thì một tháng cũng phát sinh rất là nhiều. Đấy, bút rồi là lấy tiền đi copy ai góp giấy ấy, để đi học với các bạn, học trong nhà thờ ấy. Rồi kia mình cũng quay cho các bạn xem rồi. Thường thường thì mình không quay nhiều về nhà tình thương đâu. Tại vì đợt này là mình cũng bận nhiều việc. Mà cũng như là mấy em thì cũng đi học, không phải ở đây suốt luôn nhá. Đi học buổi sáng này, rồi tầm 3 giờ chiều mới về nhà. Đấy, buổi sáng là chị này lên nấu ăn này, rồi trưa lên nấu ăn này. Bây giờ là trưa, mà 1 giờ rồi. Ôi giời, cô gì cùng kê? Phui cùng kì. Hả? Cô biết. Ôi dư lê bà tù rù vai bà lạt hả chá? Vai ô cô ra. Cô ấy dạ. Cà đà kinh dì mì lì. Dạ? Có mà ra kì. Hả?
Ça va tout? Ah, t'as bon. Oh, t'as qui? Để phát cho luôn. Rồi tí chở mấy em ra chở. Cái này là phát sinh thêm nha. Tầm đâu đó là 3 tháng thì mình mới mua sắm cho mấy em thôi. Như quần áo này, tại vì mùa này cũng lạnh. Es frio nhá. Comoda camisa frio nhá. Đấy. Mùa này là cũng lạnh, mưa xuống lạnh nên là mấy em áo ấm cũng phải đầy đủ này. Đây. Vô leva blasa tam vô leva blasa. Cảm ơn Việt Nam. Ê, xin cảm ơn à. Cảm ơn Việt Nam. Ok. Đấy. Cảm ơn Việt Nam. Cảm ơn. Cảm ơn Việt Nam. Để sau Cảm ơn Việt Nam. Tí nữa mình nói cho. Đây thiếu tiền rồi này. Đấy. Cảm ơn Việt Nam. Cô nhé, xí cô mà ra cô ấy dần ấy. Để tí là ra chợ để xem mấy em mua như thế nào. Mình muốn là cho mấy em tự lập hết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ôi tù. Esse ôi tù. Để bôi bay tiết ra đủ ca rù để nhé rù. Đám mải nhá. Này, ung ca ra bê xô kinh dì mì lìn ấy. Quan tù xê gà bê la xa. Vai ủ cú ra xô. Con mà ra cô ấy dần nhá. Sà ba tù dền nhé la. Cảm ơn nhà nè. Rồi, bây giờ đi ra chợ nha các bạn. Ô, anh là mua su? Hả? À, mấy em chưa ăn, tí nữa đi về ăn cũng được. Thôi, bây giờ đi ra chợ nha các bạn. Thôi, bây, Ukura quay lại nhá. Con ra show. Rồi, để cho mấy em tử đi mua sắm nha các bạn. Đây, Taki, nè. Rồi, mấy em tử đi mua sắm các kiểu con đà điểu. Mỗi người 15.000. Ngày hôm nay là phát sinh 7 triệu tiền Việt nha các bạn. Gần 150.000 tiền quan gia. Đấy, làm cha mẹ mệt lắm các bạn ạ. Đúng thật, ngày xưa cứ... hay dối ba mẹ là không mua quần áo cho con. Đấy, bây giờ mới biết là ba mẹ ngày xưa khổ như thế nào khi mà nuôi các con. Khổ ấy các bạn ạ, chứ đùa đâu. Căn bản là chi phí nhiều. Học hành rồi là quần áo, rồi là sách vở, rồi ăn uống các kiểu. Đấy. Nói chung là rất là mệt. Nhưng mà phải cố gắng, đấy, phải cố gắng. Ba mẹ phải cố gắng rất là nhiều. Cũng biết tìm cái gì à? Ta đi đua. Không biết là mấy em có biết trả giá không nhỉ? Bún đi tu. Ta bom. Anh lớn thì mua quần dài này. Đấy. Mình ngồi chờ đây nha các bạn. Ngồi chờ đây. Không biết là mấy em có trả giá không, như mấy bà này chém đấy, ngoài chợ là chém giá đấy. Để mình đi sát để mình trả giá. Này, quần hơi to ấy. À, to to mang như này cũng được. Mang to như này cũng được. Đỡ phải mua tiếp. Grande. Esse é grande, mas é grande. Esse calçado é grande, é grande. Não deve estar bom. Có to quá không? Tá không như này để đấy, tá bom ấy. Tá bom, é grande onde? Mang to thì mang được nhiều năm, đấy. Mua quần áo với gì? Vem, t-shirt tá aqui, vem. Vai procurar aí. Vai procurar aí. Vai procurar aí. Đồ nữ đâu kia mà. Taki. Ta lao một một sân ấy. Một sân ta là. Camisa. Barato đi. Đấy phải trả giá đi. Cái áo đẹp nhỉ. Bunny tù nhá. Đây này. Quần đẹp đây này. Nó có một ai su? Hả? Oh. Nào.
Để xem. Số đôi ấy xin mì ghen tu. Mày ở cura, vậy sẽ gót xuống nào, gót xuống nào. Chắc chú có một lá số. 2.000 một quần nha các bạn. Bà này là bán sát giá đấy. Quần này 2.000 là đúng đấy. Chứ riêng mà 2.000 là bao nhiêu nhỉ? 2.000 là 100.000 tiền Việt nha các bạn. 100.000 tiền Việt một cái quần như thế đấy. Mang vào. Mua to tí. Hãy xin bị kênh luôn đi. Hơi nhỏ ấy. Ừ, vừa đấy. Được. Hãy xin quan gì? Ừ. Cái gì mili nào? Mili ghen tu. Hả? Dạ, ba gà. Dạ, dạ, mẹ tê xu. Hả? Phát tu. Vậy, ukura, dạ. Có mà ra krem mì dân nhé là sa ba tu ta mẹ dạ. Để cho mấy em đi mua, để mấy em tự trả giá mua cái kem krem mì ấy. Là người dân bên này hay bôi ấy. Bôi cái này cho bóng lộn da ấy các bạn. Và giữ ẩm da. Đấy, mấy em gái thì biết trả giá hơn. Đấy. Bên kia báo dép là 800. 800 quan là bên này là mấy em này bảo là đâu 500 quan thôi. Đấy, biết trả giá là được rồi. Ra ngoài chợ là phải trả giá nha các bạn. Chứ không phải mua lung tung người ta bán kiểu nâng giá ấy các bạn. Còn thiếu một anh nữa, đấy, một anh nữa là đi về thăm bà rồi. Hôm qua thấy vợ Victory là báo là thường thường ấy là bốn vợ anh em trong team châu Phi phải đi với Victory, Đồn Minh ngủ với là Matiloi ấy là đều báo là mỗi buổi sáng, và mỗi buổi sáng mình đều đưa cho 4.000 để mà đi mua đồ ăn, nấu ăn cho mấy em đấy. Thì báo cáo lại thường xuyên như bếp ga này, và lúc đấy cũng hỏng này, và cũng như là thiếu em nào đi đâu đấy, đi học về chưa các kiểu là báo lại cho mình hết nhá. Ok em à, về đến nhà rồi chưa? Ồ sao nào con ra hơn nè. Ông mua mà ông cũng đưa vào các bạn ạ. Đây. Dạ Juan đã đem đủ chưa? Thôi cho mấy em vào đi. Muộn rồi. Đấy, đồ đạc thì rất là nhiều. Đây, ông này mua nhiều nhất này. Đấy, không khéo là của em gái nữa chứ. À của chị gái nữa chứ. Chứ làm gì mà có nhiều như thế. Ok, thì ngày hôm nay là đưa mấy em đi ra ngoài chợ để cho mấy em mua ít đồ cá nhân với gì nha các bạn. Cái này thì nói chung là 3 đến 4 tháng thì mình mới đưa mấy em đi mua một lần thôi, chứ không phải là thường xuyên nha các bạn. Thường xuyên là chỉ có chết đi. À, trời, cũng nhiều đồ phết nhỉ. Toàn đồ cá nhân thôi. Đấy, toàn đồ cá nhân, dép, rồi quần áo thôi. Kem, cái kem mà bôi ấy, không phải là kem bôi ở thơm đâu các bạn ạ. À. Mà bôi cho nó kiểu... Ở bên Angola là thích bóng lộn ấy, bóng ấy, bóng dai các bạn. Ok, thì video này mình cũng đưa mấy em đi mua và cũng như là thăm mấy em. Tại vì công việc của mình cũng rất là nhiều. Nên là 3-4 tháng thì mình mới đưa mấy em đi mua sắm một lần. Và cũng như là lên trên này để thăm mấy em, để xem tình hình mấy em như thế nào. Đấy. Còn đi học hoặc là nấu ăn... đau ốm bệnh tật thuốc than các kiểu thì có bốn vợ anh em team châu Phi rồi, là báo cáo thường xuyên hàng ngày buổi sáng cho mình rồi, thì cái đó là các bạn yên tâm là cái đó là không thành vấn đề gì cả. Chỉ có những cái phát sinh như này này, hôm nay này đấy, phát sinh như hôm nay là đi mua sắm các kiểu đấy. Ok, ainda vai foi lá para tu comer depois. Vai dùng tù mèo, vai đồ vịt là, đó. Bây giờ là mấy em mới ăn uống nha các bạn. Ok, ngày mai là phải
đưa tiền vở Matiloi đi mua cái bếp ga nữa đấy, bếp ga với gì nấu bếp củi các bạn này. Nói mình 2 3 ngày nay rồi nhưng mà đầu óc mình hay quên các bạn ạ, mà do nhiều việc quá, nhiều việc quá không quản lý được hết nha các bạn. Còn về tất cả mấy em nhà tình thương thì mình cũng có ý định đưa mấy em lên trang trại đấy, sẽ có một cái khóa học về nông nghiệp. Bây giờ khi mà mình làm nhà lưới rồi, lúc ấy là làm giống, gieo giống các kiểu rồi, thì lúc ấy là cho mấy em lên để học hỏi kinh nghiệm về nông nghiệp đấy, cũng sẽ cho Victory hoặc là cho Freddy gì đấy là bày cho mấy em về cái kiến thức đấy. Thực hành thì chưa nhá, mấy em đang đi học nên là chỉ kiến thức thôi về nông nghiệp, để nói sống ở miền núi này, nông nghiệp, kiến thức nông nghiệp là cái quý giá nhất mà xóa đói được người dân. Bây giờ yêu nhá. Để bây giờ. À, sợi. Thì vào thay quần áo các bạn ạ. Hí sợi. À, mình tưởng là mấy ông chạy vào ngải, ai ngờ chạy vào thay quần áo. Ờ. Thôi không cần thay đâu, trời ơi, biết đẹp rồi. Dạ, ta bom muốn đi tù nhá. Đấy, dân chơi nha, biết chọn quần áo đấy. Đấy, được đấy, phong cách này là hoa hòe đấy, kiểu rap nhờ, rapper nhờ. Ok nhá, và là tu đủ à, tu đủ vay nào, tu đủ vay nào, thôi để cho xem mấy em mua những bộ quần áo như nào nào, có đẹp không nào. Chắc gì chạy vào tira 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 pay uma bolasa, tira pay uma bolasa. Đấy, là xin mấy em cái bánh ăn đói quá. Để xem mấy em coi mang có đẹp nào. Biết chọn đồ ấy nhờ. Đẹp ấy, bonito. Hay. Biết chọn đồ đấy. Đồ hoa hòe như này mang nổi bật này. Sợi. Ông này mua quần to đấy. Xin nào em gần như. Vâng. Đấy, đấy, đẹp đấy, bonito. Kiếm cái bánh của mấy em nha. Đấy, mấy em chạy vào thay đồ các bạn ạ. Mình tưởng là chạy vào ngải, ai ngờ thay đồ. Dạ, ta bong nhá. Bonito. Sời. Dạ, muốn tự bong. Dạ, để bôi bài vô visita mai nhá. 3 mét, 4 mét, vô lê ba bà la sao mà vẹt nhá. Ta bong. Ok. Ok. Dạ, bye bye ca giờ vi là dạ. Ok. Bây giờ để cho mấy em ăn uống ấy. Mình về đấy, đói lắm.